Kính thưa cộng đoàn, trong số anh chị em đây có người nào trải qua cái hoàn cảnh là không đi làm thì gia đình mình không có đủ lương thực không? Cô mình phải đói không? Có chưa? Chắc cũng đã từng có. Tôi ở trên Lạng Sơn thì nhiều lắm, trên vùng núi, anh em dân tộc, người bố, người mẹ mà không đi làm, con có thể đói. Và chính cái trải nghiệm này đã khiến cho ông chủ trong bài tin mừng chúng ta ngày hôm nay, Thánh Matthew kể lại câu chuyện ông chủ tốt bụng trả tiền cho những người làm công, những người làm từ sáng đến chiều, hay là những người làm từ nửa buổi, từ trưa, từ xế, mỗi người đều được hưởng công như nhau. Bởi vì ông chủ biết rằng những người mà đi làm muộn đó suốt ngày, họ cũng đợi chờ để có việc làm mà không ai gọi, ai kêu. Nhưng mà ở nhà người này, vợ con người này cũng đang chờ những đồng tiền lương họ mang về để nuôi sống. Chính vì thế mà ông chủ đã trao đủ một ngày công cho những người đến làm sau hết. Thưa anh chị em, khi tôi lần đầu tiên sang Mỹ năm 2000, tôi bị sốc khi đến vùng đất San Diego, thì bang California giáp ranh nước với lại Mexico. Tôi thấy có những cái góc đường mà đông người tụ họp, không biết làm cái gì. Tôi hỏi người đưa tôi đi thăm, mỗi lần họ bảo ra lời rằng: thưa đức cha, thưa cha, đó là cái chợ lao động, những người không có việc làm tập trung về đó đi, rồi những người trong thành phố ai cần việc gì thì đến gọi họ đi làm, chẳng kể công ngày công đâu, mà lao động chỉ tính bằng giờ mà thôi. Và những người được gọi đi làm họ sung sướng lắm, vui mừng lắm, vì ngày hôm đó họ sẽ có cái gì đó mang về để nuôi sống gia đình của mình. Thưa anh chị em, cái câu chuyện trong bài tin mừng này, thưa anh chị em, không phải chỉ dừng lại ở cái lòng nhân hậu của ông chủ, mà Chúa Giêsu còn vén mở cho chúng ta thấy một cái khía cạnh tuy là phụ nhưng mà cũng rất là quan trọng, và nó lại chính là những gì mà chúng ta trong đời thường chúng ta cũng có thể trải qua. Đó là cái sự ganh tị của những người đi làm trước. Họ đã lừa ông chủ, báo trước là ngày công là một đồng, mà cuối cùng người này khi lãnh đủ một đồng lại cảm thấy khó chịu, bởi vì thấy rằng mình vất vả hơn, mình làm việc nhiều hơn, ấy thế mà không được trả cho nhiều hơn, và coi như ông chủ đã bất công với mình vậy. Vì thế họ khó chịu, họ cằn nhằn với ông chủ. Thưa anh chị em, chúng tôi vừa rồi ở Lạng Sơn có một cái đại hội truyền giáo hàng năm. Nói về truyền giáo, việc loan báo tin mừng ở các giáo xứ, mỗi xứ mỗi hoàn cảnh mỗi cách. Tôi bất ngờ vì có một giáo xứ nhỏ nọ, xứ Bản Lìm, có một em trưởng như thân thể được chọn lên đọc cái bài thăm luận ngắn của giáo xứ mình. Và trong câu chuyện trình bày, em nói với mọi người rằng: để truyền giáo, chúng ta đừng có so kè phân bì với người lương. Chứ lạ, tại sao có chuyện so kè phân bì người lương là cái gì? Họ ra mới biết rằng trong một xứ truyền giáo thì các linh mục thường là xử sự mời gọi mọi người lương giáo,
có một sự hài hòa. Khi có được chút vật phẩm gì ai tặng thì cũng đem chia cho cả người lương chung quanh, những người mà nghèo khó. Thế mà lại có những người công giáo ganh tị. Tại sao tôi theo đạo thế này, tôi đi lễ hàng tuần thế này, hàng ngày thế này mà là cha là không cho tôi, mà là cho người lương, mà là cho người lương. Thưa anh chị em, có đấy. Và em nhỏ đó đã viết lại cái thâm luận mà để truyền giáo, chúng ta đừng có so bì với người lương. Anh chị em ạ, cái chuyện hay vậy này. Và rõ ràng đời sống chúng ta, cái chuyện so kè này nó thường xuyên nó xảy ra trong cái đời sống của chúng ta. Mỗi người không có nhìn vào cái thực tế đời sống của mình, không có nhìn vào những ân ban mình nhận được, không có nhìn được những cái điều tốt lành mình có được, mà là hay nhìn ra chung quanh, để rồi chúng ta luôn luôn thấy người khác hơn mình, để rồi mình so kè, mình hơn thua, mình khó chịu và mình cằn nhằn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống trong một cái xã hội cũng đầy dẫy những sự bất công. Gương xấu đầy dẫy chung quanh chúng ta rất nhiều, như là ở những thành phố Hà Nội chẳng hạn. Từ các nhà máy, các khu công nghiệp, các công trường, giới chủ và giới thợ luôn luôn có một cái gì ha, là không có sòng phẳng với nhau. Và nhất là đặt vấn đề cho cái giới chủ, những người làm chủ, chúng ta không phải là không có cái lòng nhân ái đối với lại những người làm công cho mình, không có sòng phẳng với là cái công lao động của họ, mà đôi khi chúng ta cùng ăn quỵt tiền lương, hoặc là chúng ta bóc lột cái sức lao động của người khác. Chuyện này nhiều lắm, thưa anh chị em, đã xảy ra trong đời sống của chúng ta. Mà có lẽ là chúng ta ở đây cũng có người sẽ là nạn nhân của vấn đề này nha. Nạn nhân này, bất công xã hội. Và trong một cái xã hội mà tràn ngập những bất công như vậy, chúng ta chỉ mong sao cho mình được đối xử công bằng và nỗ lực để sống công bằng đối với nhau. Thưa anh chị em, địch vẫn là một giấc mơ anh chị em ạ, còn lâu, khó lắm. Mong được đối xử công bằng và nỗ lực để sống công bằng với nhau đã là một cái gì thách thức, khó khăn cho chúng ta. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta lại không chỉ dừng lại ở đó. Không phải chỉ mong cho được đối xử công bằng hay là sống công bằng, mà chúng ta được mời gọi sống đức ái Kitô giáo. Thưa anh chị em, sống đức ái Kitô giáo mà hơn cái sự công bằng nữa, biết mở lòng ra để quan tâm đến những người đang sống chung quanh chúng ta, những cái nhu cầu của họ, như là những cái nhu cầu cấp thiết mà chúng ta có thể có khả năng để giúp đỡ họ. Thưa anh chị em, như là cái ông chủ trong bài tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay đấy, thưa anh chị em, là người Kitô hữu chúng ta cần phải như vậy. Chính vì thế mà khi nói về lao động, anh chị em, thì dân thông thường là chúng ta sống bằng những nghề lao động khác nhau. Thưa anh chị em, chúng ta hay nói với nhau là người ta lao động bằng trí óc hay là bằng chân tay, đúng không? Chúng ta làm những ngành nghề như là chúng ta làm nghề giáo hay là công chức các thứ, thì đa số làm bằng trí óc nhiều hơn. Còn một số người chúng ta làm việc bằng chân tay, dân lao động làm ngành này nghề nọ lao động. Nhưng mà thưa anh chị em, làm việc không thể chỉ bằng trí óc hay là bằng chân tay là không có đủ, mà chúng ta còn theo tinh thần của Kitô giáo. Thưa anh chị em, theo lề luật của Chúa Kitô, chúng ta còn phải lao động bằng trái tim chúng ta nữa. Thưa anh chị em, bằng trái tim biết thương cảm, biết quan tâm, biết chia sẻ nữa anh chị em ạ. Nếu chỉ công bằng, chứ chỉ làm bằng trí óc hay là bằng bằng chân tay mà chúng ta cho là đủ rồi, thì rõ ràng chúng ta không thể thi thố, không thể sống được cái ơn gọi được đời sống Kitô hữu chúng ta. Chính vì thế mà đời sống Kitô hữu chúng ta, thưa anh chị em, trái tim chính là cái điểm mốc. Chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta có trái tim, có tình yêu
có sự quan tâm đến những cái nhu cầu của những người anh em, chị em chung quanh chúng ta, hay là nhiều khi trong cả chính gia đình chúng ta nữa, thưa anh chị em. Và không phải chỉ cư xử tốt với những người mà giúp việc cho chúng ta, hay là những người có thể giúp chúng ta được việc này, việc kia suốt ngày, hay chỉ vài ba giờ, hay chỉ một công việc nhỏ nào đó, mà chúng ta cũng phải được mời gọi quan tâm đến những người mà chúng ta nhiều khi không biết họ là ai. Bao nhiêu công việc từ thiện chúng ta góp phần với nhau để đi thăm viếng nơi này, nơi kia bị thiên tai, bị tai nạn này nọ, biết họ là ai đâu, mà chúng ta vẫn làm, chúng ta vẫn mở rộng vòng tay chúng ta ra để nhìn xa, để thấu cảm được những cái hoàn cảnh những người đó, những nơi đó, để có thể chúng ta giúp đỡ. Thưa anh chị em, đó không phải chỉ là trả công, tình yêu không phải chỉ là sòng phẳng qua lại, mà thì chúng ta cũng được gọi mời chúng ta phải mở lòng chúng ta cả đối với người ở xa, những người chúng ta không biết tới. Thưa anh chị em, như là người Samaria nhân hậu mà chúng ta cũng được học trong Tin Mừng. Thưa anh chị em, và tại sao là phải như vậy? Thưa anh chị em, tại sao mà chúng ta phải sống như vậy và sống bằng trái tim chúng ta nữa, sự quan tâm nữa? Thưa anh chị em, chính là vì lẽ này anh chị em ạ. Hôm nay anh chị em về đây rất là vui, tôi thấy là bao nhiêu là cái bằng kiệu nhá, chúng ta không phải chỉ là đại hội di dân đâu, mà còn đại hội các thánh nữa nha, không thiếu thánh nào cả. Chúng ta mang về đây là tất cả những truyền thống đạo đức của chúng ta ở quê hương chúng ta, giáo xứ nào là mừng vị thánh nào thì chúng ta mang về Thái Hà này, hôm nay chúng ta cùng đại hội các thánh nữa, vui lắm anh chị em ạ. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta nói chúng ta đây có từ anh em là từ xa quê này nha, thì anh chị em bây giờ anh em đang sống ở Hà Nội này nhá, rồi anh chị em quê anh em ở đâu thì kể là người ở nơi này, người nơi kia, người Thái Bình nha, người Nam Định nha, rồi người Bắc Ninh, người Vinh, Hà Tĩnh vân vân. Thưa anh chị em, nhưng mà anh chị em biết về đủ chưa? Anh chị em còn mấy quê nào nữa không? Thưa anh chị em, còn quê nào nữa không? Quê quê nào ở đâu? Quê hương đích thực chúng ta ở trên trời. Thưa anh chị em, điều quan trọng là có đức tin là chỗ đấy, không phải chỉ là chúng ta cầu nguyện để mình sống như ngày ở di dân về Hà Nội, sống được bình an, được mọi sự may lành, nên làm ra có đủ những điều kiện để mà chu cấp cho bản thân gia đình chúng ta hay là người nhà chúng ta. Cái quan trọng chúng ta phải sống hơn thế nữa, bởi vì quê hương chúng ta không phải chỉ là trần gian này hay là bất cứ nơi nào đó ở Việt Nam này, mà quê hương chúng ta ở trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Và chính Ngài đã đến trần gian này với anh chị em, với chúng ta, để sống giữa chúng ta, để dạy dỗ chúng ta về con đường về trời, dạy dỗ chúng ta về những cái bí quyết để chúng ta có thể đạt đến được cái ơn cứu độ. Thưa anh chị em, đó là cái con đường của tình yêu thương. Chúa nói Chúa yêu thương và Chúa đã thực hiện tình yêu đó một cách toàn vẹn cho đến chết, và chết trên thánh giá như chúng ta vẫn tôn thờ đấy, thưa anh chị em. Bởi vì quê hương chúng ta ở trên trời nữa. Chính vì thế mà mỗi người chúng ta là những công dân của nước trời, không phải là công dân dưới đất này, không phải đồng hương xứ nọ xứ kia không mà thôi. Quan trọng hơn là chúng ta là đồng hương của nước trời nữa, thưa anh chị em. Chính vì thế mà chúng ta phải sống khác biệt, nỗ lực để xây dựng đời sống ta phải khác biệt theo tinh thần của Chúa Giêsu, theo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Và nhất là không phải chỉ cho mình không mà thôi, mà chúng ta còn phải biết sống làm sao để chúng ta nêu cao cái gương sống của chúng ta cho mọi người, anh em chị em chúng ta nữa. Hôm nay tinh thần của buổi lễ hôm nay tôi nghe thấy thì cả đoàn cũng hát về việc truyền giáo, hay là sách lễ đến này cũng mở việc truyền giáo, nhưng mà tôi chia lại là lễ cầu cho hòa bình, bởi vì những cái thời sự nóng bỏng đang diễn ra tại Trung Đông, quê hương của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải hướng lòng về đó, cầu nguyện cho những người đang đau khổ tại vùng Trung Đông, ngay tại quê hương của Chúa Palestine đấy, thưa anh chị em. Và tôi nhớ quê hương chúng ta ở trên trời, Chúa Giêsu đến trần gian này để dạy chúng ta con đường về trời, và con đường đó
là cái con đường yêu thương. Chính vì thế yêu thương là chúng ta rao giảng tin mừng Chúa Giêsu bằng cái đời sống yêu thương của chúng ta. Anh chị em nhớ là chúng ta đi Hà Nội này, đa số mình bảo mình đi làm ăn đúng không? Đi học hành, đi làm ăn, ở đây có nhiều cơ hội hơn nha. Có cuộc sống có lẽ nó cũng dễ chịu hơn một chút so với quê nhà chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ anh chị em ạ, hơn thế nữa, vì Hà Nội này không phải chỉ điểm cơ hội làm ăn, mà chúng ta còn được Chúa mời gọi, Chúa sai chúng ta về vùng đất Hà Nội này để chúng ta hiện diện trong tất cả mọi ngõ ngách thành phố Hà Nội này, trong tất cả mọi ngành nghề, thưa anh chị em, còn để loan báo tin mừng. Đó là quan trọng, thưa anh chị em, đó là quan trọng. Chính vì thế mà chúng ta ý thức được cái vai trò của chúng ta như thế, rồi chúng ta nỗ lực hơn nữa tận dụng tất cả những gì chúng ta có để chúng ta sống theo tinh thần phúc âm, anh chị em. Tận dụng tất cả những bầu khí đạo đức nơi đây để chúng ta xây dựng cái nề nếp đức tin của chúng ta cho nó vững vàng, và nhất là cái đủ khả năng, đủ bản lĩnh để truyền lại cho con cho chúng ta, và nhất là chúng ta cũng có thể để nói về đức tin, về đời sống cho anh chị em lương dân đang sống cùng quanh chúng ta, hay là ở cùng quê lên đây với chúng ta, hay là những người dân Hà Nội này, biết bao nhiêu người còn chưa biết tin Chúa, còn chưa biết con đường về trời. Thưa anh chị em, chúng ta cần phải nói, cần phải rao giảng, cần phải làm cho họ biết về điều đó. Tâm lý chúng ta đôi khi là mình ở dưới quê, mình có đạo lâu năm từ đời ông đời bà mình đầu gốc, đôi khi mình có cái tâm trạng ha, là mình là vững vàng rồi, mình không lo nữa ha, đạo gốc thì lo gì nữa, nó vững vàng rồi. Nhưng mà thưa anh chị em, nếu mà chúng ta không mở lòng mở trí ra để mình sống niềm tin chúng ta, để mình đào sâu thêm đức tin của chúng ta và sống niềm tin đó một cách sinh động hơn, một cách thực thi lời Chúa một cách mạnh mẽ hơn, bằng cách là chúng ta ý thức và biết loan báo tin mừng Chúa Giêsu trong môi trường của chúng ta, thì vấn đề đầu gốc của chúng ta cũng không chắc là chúng ta được nhiều ân ở đầu anh chị em ạ. Như là những người vào làm vườn nho ngày từ đầu giờ buổi sáng, nhưng mà chúng ta không mới quan tâm đến người khác, không biết cái sứ mệnh chúng ta là ngoài vấn đề đời sống hàng ngày còn lo cộng tác với nhau, với xã hội để loan báo tin mừng, thì thưa anh chị em, công việc của chúng ta nó không mang lại cái ích lợi thực sự, ích lợi vĩnh cửu, đó là gọi là công dân nước trời mà chúng ta tin tưởng, mà chúng ta đang bước đi theo chân Chúa Giêsu và cùng với nhau trong hội thánh này, thưa anh chị em. Chính vì thế chúng ta hôm nay tụ họp nhau để cùng tổ chức đại lễ với nhau. Anh chị em di dân từ khắp nơi về đây, tôi biết những người di dân mỗi người mỗi hoàn cảnh rất khác nhau, với những cái lo toan khác nhau nha, rồi với những cái hoàn cảnh thật là khác nhau. Nhưng mà thưa anh chị em, nhờ ơn đức tin chúng ta thấy được rằng thống nơi đâu, bất cứ nơi nào, ta cũng được giáo hội chăm sóc, ta cũng được mời gọi để chia sẻ, để nhận lãnh nguồn ơn Thánh Chúa qua những cái sinh hoạt đạo đức của chúng ta. Hãy coi đó là một cái hồng ơn lớn lao, một cái điều tốt lành mà Chúa ban xuống trên chúng ta. Để mỗi chúng ta ý thức rằng chúng ta không phải chỉ là xa quê. Xa quê là sự chuyện bất đắc dĩ, nhiều khi mình không có, mình muốn một cái tương lai tốt hơn cho chính mình hay là con cái mình phải xa quê để làm ăn. Nhưng mà cái nỗi lo sợ xa quê nhất, thưa anh chị em, đó là phải sợ xa quê trời. Sợ xa quê trời, đó là điều đáng sợ. Đừng ai đó chúng ta khi phải chấp nhận sống cảnh xa quê này mà chúng ta lại liều lĩnh để chúng ta phải xa quê trời, để chúng ta sống không có kỷ luật, chúng ta sống vô luân, chạy theo những điều dối trá, chạy theo những cách làm ăn không tốt, thưa anh chị em. Đó chính là chúng ta tự đánh mất mình, tự đánh mất quê trời của mình, thưa anh chị em. Chúng ta hôm nay trong niềm vui được gặp gỡ nhau, được sinh hoạt với nhau, được cầu nguyện với nhau và giờ đây được thánh lễ để cầu nguyện cho nhau, chúng ta xin Chúa nhân lành, đấng đã rộng lượng đối với mọi người, như là những ai đau khổ, những ai khó khăn, những ai vất vả, như là ông chú trong bài tiếng mừng mà chúng ta nghe, xin Chúa cũng bao dung với chúng ta, tha thứ những lỗi lầm của chúng ta, như là mở lòng mở trí chúng ta để mỗi chúng ta cùng biết sống bao dung đối với nhau như vậy. Với anh em chị em của chúng ta, người đồng hương của chúng ta, người đang sống ở đây ở trong thành phố này gần cạnh chúng ta cũng biết có một cái nhìn bao dung đối với họ,
của người không phải chỉ là đói khát cơm bánh mà còn đói khát lời của Thiên Chúa. Người nghèo không phải chỉ là nghèo về vật chất mà nghèo về tinh thần, nghèo về thiêng liêng. Nên mỗi người chúng ta có dư dật đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng, ta cũng phải biết trao ban, hãy biết chia sẻ cho anh em chị em của chúng ta. Trong tâm tình đó chúng ta đang hiện diện trong đền thánh mẹ của Giúp Giúp Thế Hà này. Chúng ta xin mẹ hằng của Giúp luôn luôn là người mẹ đồng hành chúng ta trên con đường về quê trời. Để mẹ quy tụ chúng ta, để mẹ nhắc nhở, để mẹ an ủi, để mẹ chỉ vẽ cho mỗi người chúng ta biết cách sống thế nào để chúng ta mỗi ngày đi gần Chúa Giêsu hơn. Như là chủ đề chúng ta chọn cho năm nay là những người xa quê gặp gỡ chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong tay mẹ Maria, chính mẹ sẽ trao ban chúng ta phải biết đến với mẹ, biết cầu khẩn với mẹ để mẹ để chúng ta đến gần Chúa Giêsu, con của mẹ. Và có Chúa Giêsu chúng ta có tất cả, không phải chỉ là những cái giá trị mà chúng ta đợi chờ, chúng ta nỗ lực trên trần gian này, mà quan trọng hơn chính là nước trời, là quê hương đời đời của chúng ta. Ước gì một chúng ta luôn luôn tin tưởng, sắc tín mạnh mẽ như thế để luôn biến đổi, cân tân đời sống mỗi người chúng ta, biết quan tâm đến nhau, nâng đỡ tinh thần và vật chất cho nhau để chúng ta cùng nhau sống đạo tốt và như là cùng nhau để loan báo tin mừng Chúa Giêsu trong trên quê hương của chúng ta cho mọi người mà chúng ta gặp gỡ trong đời sống của chúng ta. Thân thể Chúa Giêsu chính là nguồn sức mạnh lớn lao cho mỗi người chúng ta. Hãy tin tưởng, hãy đến với Chúa Giêsu trong thân thể, rước lấy Ngài và mang lấy Chúa Giêsu vào trong đời sống của chúng ta. Chính Ngài là ông chủ đầy lòng bao dung, luôn biết thương xót, luôn biết trao ban và sẽ đông đầy chúng ta những ước vọng tốt lành mà chúng ta có được trong cái đời sống của chúng ta mỗi ngày. Amen.